Hạ Kiều Huệ chơi cho vui. Chẳng người ta biết rằng sư phụ nói được 3-4 thứ tiếng. Tiếng Bắc, tiếng Trung và tiếng Nam. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua ca khúc Đêm Tàn Bến Ngự trong một buổi họp mặt với các hội viên chúng tôi tại Montclair, California, Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 3 năm 1991. Nhạc phẩm bất hủ này do nhạc sĩ Dương Thiệu Tước sáng tác vào năm 1946 dựa trên làn điệu Nam Bình Nam Ai, miền sông nước Hương Giang, cố đô Huế, Âu Lạc Việt Nam. Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Olaxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Đêm nay bao con thuyền về đâu dưới mây, ai ca dưới tăng nhà gần xa vắng dài, mai chiều con ai trên sông hai màu. Vì đâu hay sao đang rủ xuống tàu. Đêm nay bao con thuyền về ngàn bên vắng, cô em bắt lên rằng dừng chân hỡi chàng chiến đấu, nắng mưa dài dầu, đừng vội về đâu trắng vui nên trắng rụng xuống câu. Vì đâu trắng vui nên trắng rụng xuống câu. Trăng làm thơ hai trăng mơ màng, em soi trên con thuyền trăng rơi câu là đời thuyền trên thăng sông khắp đôi hà say xưa chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đêm nay bao con thuyền về đâu xuôi mái, ai cá dưới trăng ngà gần xa vắn dài. Mái chèo khoan thai trên sông hai màu đã vẽ nên một bức tranh sông nước của một thủa thanh bình, có một tình tự quê hương rộn rã tiếng hát câu hò. Những con thuyền, những dòng sông và những sinh hoạt ngày đêm trên sông nước có được trong cuộc sống là do công lao của những người trai trẻ bảo vệ thôn làng, để mọi người ra sức cày lao, đem lại ấm no hạnh phúc cho cuộc đời. Đêm nay bao con thuyền về ngang bến vắng, cô em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng. Đừng vội về đâu, trăng vui nên trăng rụng xuống cầu. Nhưng những ngày yên vui cũng vội vàng qua đi, và chiến tranh tàn khốc khiến thôn trang chìm trong biển lửa, người người tan tác chia ly, và vầng trăng cũng úa màu từ ngày chinh chiến điêu linh. Đêm nay bao con thuyền về đâu xuôi mái, ai xa dưới trăng ngà gần xa vắng dài. Mái chèo khoang thai trên sông hai màu, con thuyền về đâu đi đâu hay sao trăng rừng xuống cầu. Đêm nay bao con thuyền về ngang bến vắng, cô em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng chiến đấu nắng mưa rãi dầu. Đừng vội về đâu, trăng vui nên trăng rừng xuống cầu. Vì đâu trăng vui nên trăng rừng xuống cầu. Trên sông mang theo bóng thuyền ngày về trên thăng lên càng làm thương hai trăng mơ em phai trên con thuyền trăng rơi cổ là đời thuyền trên thăng sông cách đôi hàng chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng. Ho ho khóc ho ho về đêm nay cờ lòng gió muốn có ho ngắn dài. Ở này ăn ba thuyền ăn lướt trên thăng nhà mà ở này ăn tư ăn lông trên tay để thăm thêm mình. Đêm nay bao con thuyền về ngang bên vắng, cô em hát lên rằng dừng chân hỡi chàng. Hỡi chàng chiến đấu nắng mưa rãi dầu, đừng vội về đâu, trăng vui lên trăng rừng xuống cầu. Vì đâu trăng vui lên trăng rừng xuống cầu. Vì đâu trăng vui lên trăng rừng xuống cầu. Vì đâu trăng vui lên trăng rừng. Đã biết bao nhiêu thế hệ, đã biết bao nhiêu người đã từng tự hỏi tình yêu là gì, vì sao ta phải yêu, phải khổ đau hay hạnh phúc vì một người khác. Tác giả Đến Chiều đã giải thích cũng một cách vu vơ như nhà thơ Xuân Diệu. Tôi yêu là bởi tôi yêu, cầm tay cô hỏi, hỏi nhiều làm chi. Và tình yêu đến, tình yêu đi cũng khó lường, khó hiểu. Huống hồ yêu từ khi nào, hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay. Duy chỉ có một điều rất rõ là khi yêu thì chẳng cần lý lẽ, chẳng cần gạn đục khơi trong, vì yêu là một sự đã liều, đã trao tất cả cuộc đời mình cho một người. Một thương là sự đã liều, thì theo cho đến xế chiều chứ sao. Tôi yêu là bởi tôi yêu, cầm tay cô hỏi, hỏi nhiều làm chi. Khi yêu không đắn đo gì, phấn phô trừ biết nói vì cớ sao. Huống hồ yêu từ khi nào, hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay. Gạn gùng mong cạn phơi bày, họa trắng có một điều này đơn sơ. Thuyền tình đã gặp người đưa, dòng khơi không lẽ đôi giờ rồi thôi. Tin nhau ai nói bằng lời, và mai ai biết xa vời bao nhiêu. Một thương là sự đã liêu, thì theo cho đến sẽ chiều chứ sao. Tôi yêu là bởi tôi yêu, cầm tay cô hỏi, hỏi nhiều làm chi. Khi yêu không đắn đo gì, phân phó chưa biết nói vì cớ sao. Huống hồ yêu từ khi nào, hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay. Gạn gùng nông cạn phơi bày, họa chẳng có một điều này đơn sơ. Thuyền tình đã gặp người đưa, dòng khơi không lẽ đôi giờ rồi thôi. Tin nhau ai nói bằng lời, và mai ai biết xa vời bao nhiêu. Một thương là sự đã liều, thì theo cho đến sẽ chiều chứ sao. Đã yêu câu nói lời chào, tình mơ bóng sẽ ra vào nhớ nhau. Bởi tôi yêu, cầm tay cô hỏi, hỏi nhiều làm chi. Khi yêu không đắn đo gì, phân phô chưa biết nói vì cớ sao. Huống hồ yêu từ khi nào, hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay. Gạn gồng nông cạn phơi bày, họa chẳng có một điều này đơn sơ. Vời bao nhiêu, một thương là sự đã liều, thì theo cho đến dễ chiều chứ sao. Đã yêu câu nói lời chào, tình mơ bóng xế ra vào nhớ nhau. Đã yêu câu nói lời chào, tình mơ bóng xế ra vào nhớ nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh sẽ được tiếp nối trong giây lát sau vài thông điệp ngắn. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tôi yêu là bởi tôi yêu, cầm tay cô hỏi, hỏi nhiều làm chi. Khi yêu không đắn đo gì, phân phô trừ biết nói vì cớ sao. Xin hân hạnh chào đón quý vị trở lại cùng chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh trên truyền hình Vô Thượng Sư. Tình yêu, hạnh phúc và khổ đau đã là những độc dược thường làm cho những kẻ tình si tự đọa đầy chính mình, tự bôi lên bức tranh đời những màu xám u buồn. Hạnh phúc tôi từ những ngày nước lớn, trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng. Bầy sẻ cũ hom hem chiều ngói xám, trời xanh xao, chân nhỏ cũng không về. Người tình si tự đắm mình trong một thế giới buồn thiêu, từ đó lại nhận lãnh những hững hờ phụ bạc, nên thường trở nên cay đắng với chính mình. Ngày tháng hạ, khi không mà trở rét, em khi không mà trở mặt điêu ngoa. Với nỗi buồn đeo đẳng, với những quạnh hiu của đời sống, kẻ tình si cảm thấy nỗi bất hạnh cứ theo đuổi mình suốt kiếp, tàn phá những nụ đời khi chưa nở hoa kết trái. Con dế nhỏ lớn lên đầm tiếng hát, khi đêm về ru giọng đớn đau hơn. Cây niên thiếu cũng thui mầm trong sáng, lá oan khiên lạ tả mái hiên người. Tất cả đều đi qua, chỉ còn lại một điệp khúc u sầu gõ mãi một âm quen. Hạnh phúc tôi từ những ngày nước lớn, trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng. Bầy sẹ cũ hom hem chiều ngói xám, trời xanh xao, chân nhỏ cũng không cây mồng nở, từng ngọn tay lá nòn nỗi tương tư. Cỏ ấm thịt da người, tối hiu hắt từ mắt em ngắt tành, môi thâm khô từ thuở đình xin hôn. Ngày tháng hà khi không mà trở rét, em khi không mà trở mặt điêu ngoa. Tay trong ngọng hương đưa mùi tóc mà, ngọn me sang theo ký ức rì rào. Chiều qua đó chẳng ai còn ríu rít nữa, lời ai say cho trời đất lại gần. Kỷ niệm tôi từ những ngày vợ tiếng, nhận nhà gom từng còng thiết tha rơi. Con dế nhỏ lớn lên đầm tiếng hát, khi đêm về ru dòng đớn đau hơn. Cây niên thiểu cũng thui mầm trong sáng, lá oang khiêng là tà mãi ở hiên người. Tôi eo từ những ngày cả gió, con dễ buồn từ từ giữa đêm sương. Bầy sẻ cụ cũng qua đời lặng lẽ, ngọn me xưa già khòm tiếc thương hờ. Em ở đó bờ sông còn ẩm cát, con sóng tình vỗ mài một âm quên. Hạnh phúc tôi từ những ngày có nước về. Ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng. Bầy sẽ cứu hom hem, chiều má xám rêu xanh, trời êm cao chân nhỏ cũng không về. Trên dòng sông tội lỗi, tôi nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tành, môi thâm khô từ thuở định hôn người. Ngày nắng hạ khi không mà chờ rét, giọt nắng vàng lung linh màu lành ngắt. Sao khi không người ngoảnh mặt kiêu sa. Chiều qua đó chân ai còn dịu dưới đầm thưa, lời ai ru như mơ cho trời xuống thật gần. Người trông ngóng hương đưa mùi mái tóc đêm mưa, nhẹ theo lá oan khiên là tà mái hiên người. Sẽ cũ cũng qua đời lặng lẽ, em ở đó bờ sông còn hầm cát, còn sóng tình vô mãi một âm quên. Em ở đó bờ sông còn hầm cát, còn sóng tình vô mãi một ân quên. Trong chương trình hôm nay, chúng ta đã thưởng thức ca khúc Trăng rụng xuống cầu, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của đôi danh ca Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết. Tiếp theo là phần diễn ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong thi phẩm Đến Chiều của thi sĩ Nguyễn Đình Thư. Bài này được nhạc sĩ Lã Văn Cường chuyển thành ca khúc do ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam trình bày. Chương trình kết thúc với thi phẩm Khúc Thêm cho Huyền Châu, thơ thi sĩ Du Tử Lê qua giọng ngâm của nghệ sĩ Vân Khanh. Thi phẩm này đã được nhạc sĩ Từ Công Phụng phổ thành ca khúc với tựa đề Trên Ngọn Tình Sầu, được thể hiện qua tiếng hát ca sĩ Tuấn Ngọc. Nhạc sĩ Lã Văn Cường sinh trưởng tại miền Trung Âu Lạc. Anh được công chúng mến mộ qua các ca khúc như Có Đôi Khi, Lẻ Loi, Vườn Yêu. Nhạc sĩ Lã Văn Cường đã phát hành tuyển tập nhạc gồm 50 ca khúc chọn lọc do chính anh sáng tác và nhiều đĩa nhạc như Chợt Nghe Em Hát, Giấc Mơ Qua. Anh còn tham gia biên tập, dàn dựng, tổ chức nhiều chương trình ca nhạc từ thiện và viết nhạc phim, nhạc kịch như Vở Tìm Bóng. Nhạc sĩ Lã Văn Cường hiện là chủ biên của tuyển tập âm nhạc Việt Nam xưa và nay. Vừa rồi cũng nhận được quà của Ngài Vô Thượng Sư. Bản thân tôi rất cảm ơn Vô Thượng Sư đã nghĩ tới những văn nghệ sĩ. Thì đó cũng là một tấm lòng rất lớn. Tôi cũng có nghe sơ một số cái bạn bè nói về cái nghĩa cử của Vô Thượng Sư thì cũng rất là xúc động. Nói chung là con mở một cái kênh để làm từ thiện và làm vô lợi nhuận thì việc đó là rất là tốt. Cũng như trong một cái thời buổi bây giờ thì ăn chay là một điều rất quý giá. Vừa qua tôi cũng nhận được một số bài thơ về dân dân để mà phổ nhạc, thì điều đó cũng là một cái điều rất xúc động. Bản thân tôi cũng rất mong muốn là lưu lại những bài thơ hay của những dân dân Việt Nam, và đó là cái vốn quý, cái tài sản quý vô giá của Việt Nam. Thì hy vọng rằng sẽ có dịp cộng tác tiếp tục với đường hướng của ngài. Thi sĩ Du Tử Lê sinh năm 1942, miền Bắc Âu Lạc. Thi phẩm đầu tiên của ông, Bến Tâm Hồn, đã được đăng trên tạp chí từ năm ông 16 tuổi. Với tuyển tập thơ Du Tử Lê, ông đã được trao giải thưởng Văn chương Toàn quốc bộ môn thơ năm 1973. Thơ ông cũng được đăng tải trên nhật báo có số lượng độc giả lớn hàng đầu Hoa Kỳ, đó là Los Angeles Times và New York Times. Ông cũng được mời diễn thuyết về thơ Việt Nam cho giáo sư và sinh viên Đại học Hoa Kỳ. Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã trao tặng nhà thơ Du Tử Lê thi tập gồm những dòng thơ trác tuyệt của thi sĩ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ, để bày tỏ lòng trân quý của ngài đối với một thi nhân Âu Lạc tài ba được nhiều người biết đến trên thế giới. Nhạc sĩ Từ Công Phụng sinh năm 1942 tại Văn Lâm, thuộc tỉnh Duyên Hải, Ninh Thuận, miền Trung Âu Lạc. Ông bắt đầu sáng tác nhạc vào đầu thập niên 1960 với bản tình ca bất hủ Bây Giờ Tháng Mấy. Rất nhiều khán thính giả mến mộ giai điệu của ông qua những ca khúc trữ tình như Giữ Đời Cho Nhau, Trên Ngọn Tình Sầu, Giọt Lệ Cho Ngàn Sao. Nhạc sĩ Từ Công Phụng từng nói: nếu vẻ đẹp trong âm nhạc của tôi cũng chính là một phần trong vẻ đẹp tâm hồn bạn, thì tôi xin làm tấm gương để các bạn ngắm mãi một phần đời ống ả của mình. Nghệ sĩ Vân Khanh chào đời tại Huế, miền Trung Âu Lạc. Anh được biết đến nhiều qua các thi phẩm như Rơm Rạ, Bên Kia Sông Đuống, Lá Diêu Bông. Tôi là Vân Khanh, xin kính gửi lời chào Thanh Hải Vô Thượng Sư và tất cả khán thính giả của đài truyền hình. Xin chúc cho ngài được sức khỏe, được tốt đẹp để phục vụ cho đời. Thì Vân Khanh có một cái cơ duyên là được ngâm một số thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài có gửi đến cho số quà và có một cuốn sách rất là quý, Những chú chó trong đời tôi. Thì tôi xin cảm ơn ngài, cảm ơn những món quà ngài đã gửi tặng. Tuấn Ngọc sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng của Âu Lạc. Năm lên 4 tuổi, Tuấn Ngọc đã bắt đầu hát trên đài phát thanh, và từ đó anh vững tiến trên sự nghiệp âm nhạc lừng danh. Với giọng hát điêu luyện và trầm ấm, Tuấn Ngọc được nhiều khán giả yêu mến, nhất là qua dòng nhạc trữ tình. Anh từng nói: tôi nghĩ nghệ sĩ phải có sự lãng mạn ẩn sâu bên trong để tạo ra cảm xúc. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thân ái tặng quà cho nam ca sĩ Tuấn Ngọc cùng lời chúc may mắn tốt đẹp nhất đến với anh. Thi sĩ Nguyễn Đình Thư sinh năm 1917 tại tỉnh Thừa Thiên, miền Trung Âu Lạc. Ông là tác giả của tập thơ Hương Màu. Năm 1941, hai nhà phê bình văn học Hoài Thanh và Hoài Chân đã giới thiệu ông trong quyển Thi nhân Việt Nam như sau: cái vui của Nguyễn Đình Thư có vẻ kín đáo nhưng không miễn cưỡng, người vui hồn nhiên, cái vui của cái cỏ. Về điệu thơ thì có đến 4-5 lối. Riêng trong lối lục bát, thỉnh thoảng ta lại gặp những câu phảng phất giọng Kiều hay giọng ca dao lẫn với một ít phong vị mới. Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa Kinh tế. Anh đoạt giải nhất Close Up Đi Tìm Ngôi Sao vào cuối năm 2002. Các đĩa nhạc do anh phát hành đều được khán giả yêu thích như Mãi Yêu Suốt Đời, Điều Muốn Nói, Điều Ước, Thằng Bờm 2010. Anh cũng thực hiện một nhạc hội miễn phí tại Sài Gòn vào tháng 5 2010 và trao tặng 100 suất học bổng cho sinh viên. Đêm nay bao con thuyền để đâu dưới mây, ai ca dưới trăng hoa gần xa vắng dài. Mái chiều con ai trên sông hai màu, con thuyền về đâu ó hay sao trăng rừng xuống tàu. Vì đâu ó hay sao trăng rừng xuống tàu. Đêm nay bao con thuyền về ngàn bên vắng, cô em bắt lên rằng rừng chân hỡi chàng chiến đấu nắng mưa rãi rộ. Đừng vội về đâu trắng vui nên trăng rừng xuống câu. Vì đâu trắng vui nên trăng rừng xuống câu. Chiến thắng ngân trăng làm thơ hai trăng mơ màng, em soi trên con thuyền trăng rơi cầu làng, đời thuyền chiến thắng sông khắp đôi hàng. Hò hét say sưa chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng. Hò hét trên căn nhà mà ở này anh tư anh lâm dừng tay ghé thăm thôn này. Đêm nay bao con thuyền về ngàn bên vắng, cô em hát lên rằng rừng chân hỡi chàng chiến đấu nắng mưa rãi rộ. Đừng vội về đâu trăng vui nên trăng rừng xuống cầu. Vì đâu trăng vui nên trăng rừng xuống cầu. Cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư và đón xem danh nhân Trường Trai. Nhân ngày lễ cha được hân hoan đón mừng tại nhiều nơi trên thế giới vào ngày Chủ nhật 20 tháng 6. Chúng tôi xin chân thành kính chúc các bậc tử phụ một ngày thật hạnh phúc trong tình thương và niềm tri ân của gia đình cùng ân sủng của thiên đàng. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Đêm nay bao con thuyền về đâu suối mây, ai ca dưới trăng hoa gần xa vắng dài. Mái chiều qua ai trên sông hai màu, con thuyền về đâu ó hay sao trăng rừng xuống tàu. Vì đâu ó hay sao trăng rừng xuống tàu. Đêm nay bao con thuyền về ngang biển vắng, cô em hát lên rằng rừng chân hỡi chàng chiến đấu nắng mưa rãi rộ. Đừng vội về đâu trăng vui nên trăng rừng xuống câu. Vì đâu trăng vui nên trăng rừng xuống câu. Trên sông mang theo bóng thuyền ngày về trên thăng ngân trăng làm thơ hai trăng mơ màng, em soi trên con thuyền trăng rơi cầu làng, đời thuyền trên thăng sông khắp đôi hàng. Ngày xưa chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng. Đêm nay cơn gió muốn có hò ngân dài. Hò này anh ba thuyền anh lướt trên căn nhà mà. Hò này anh tư anh lâm dừng tay ghé thăm thôn này. Đêm nay bao con thuyền về ngàn bên vắng, cô em hát lên rằng rừng chân hỡi chàng chiến đấu nắng mưa rãi rộ. Đừng vội về đâu trăng vui nên trăng rừng xuống cầu. Vì đâu trăng vui nên trăng rừng xuống cầu. Vì đâu trăng vui nên trăng lùi xuống cầu vì đông trăng vui nên trăng lùi. Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. On the joyous occasion of Father's Day, being celebrated in many places around the world, on Sunday, June the 20th, we sincerely wish all loving fathers a very happy day, filled with affections and gratitude from your families, as well as blessings from heaven. We bid you farewell for now. Tin nhau ai nói bằng lời, và mai ai biết xa vời bao nhiêu. Một thương là sự đã liêu, thì theo cho đến sẽ chiều chứ sao. Về một phương cõi uyên du bất diệt, người đã về một phương cõi uyên du bất diệt như sen. Tôi vẫn khó tin một cái điều thế này là cái cuộc sống này nó có nhiều điều kỳ diệu lắm, mình không thấy nó được là bởi vì mình không quan tâm tới nó, mình quan tâm những điều khác thay vì mình quan tâm tới nó. Cho nên tôi dành tất cả mọi nỗ lực của tôi để tôi quan tâm tới cái điều đó. Tôi lắng nghe cái ngỏ ý của đời sống nó tới với mình. Kính thưa quý vị, vốn lệ của chúng ta khi mà chúng tôi viết bài này thì có cái dụng ý là vốn lệ chúng ta theo một cái nghĩa nào đó, đó chính là cuộc đời với những cái nó nhận chìm chúng ta trong đó: công ăn việc làm, tiền bạc, tình yêu, gia đình, đủ mọi thứ. Và chúng ta như là thi sĩ Chumatinai đã viết trong bài Như áng mây cao, đó là nơi mà chúng ta muốn vươn ra khỏi. Người đã về một phương cõi huyền du bất diệt, như sen bó vùng lầy, như trăng lìa bóng. Người đã về một phương cõi huyền du bất diệt. For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.